Ngày 3 tháng 7 vừa qua, ứng dụng gọi xe công nghệ GoViet công bố sẽ hợp nhất ứng dụng và thương hiệu với Gojek để trở thành Gojek Việt Nam. Với ứng dụng mới này, thì người Việt có thể dùng ứng dụng gọi xe Gojek ở Indonesia, Singapore và Thái Lan. Bản tin Đi Chợ Thế Giới vừa có cuộc trò chuyện với ông Phùng Tuấn Đức, Tổng Giám đốc của Gojek Việt Nam về hướng phát triển của hãng công nghệ này tại Việt Nam. Tôi thì thật sự rất là hào hứng với cả cái vai trò mới cũng như là cái việc được dẫn dắt công ty của mình trong một cái chương phát triển mới của GoViet và sắp tới là Gojek Việt Nam. Trong cái thời gian này thì chúng tôi đang hoàn thành các cái công tác chuẩn bị rất là sát sao, rất là rốt ráo cho việc ra mắt cái ứng dụng Gojek ở Việt Nam. Thì trong cái thời điểm trước mắt thì chúng tôi sẽ ra mắt với ba cái dịch vụ vẫn như hiện nay. Đó là GoBuy, GoFood và GoSend. Với những cái tính năng mà sẽ được nâng cấp hơn, cũng như là cái giao diện sẽ được cải tiến, sẽ được gọn gàng và sẽ gần gũi với cả người sử dụng hơn. Người dùng Gojek ở bên Indo hay là ở Singapore thì cũng sẽ nâng cấp cái app của mình lên một cái app mới, giúp cho Gojek trong cái việc là triển khai cái ứng dụng của mình ra bất kỳ một quốc gia nào hay một thành phố nào, mang các cái sản phẩm Gojek đã có sẵn, hiện nay là hơn 20 sản phẩm, về các cái quốc gia khác nhau và tùy chỉnh các cái tính năng trên các cái sản phẩm và dịch vụ đấy để phù hợp hơn với môi trường. Về Cloud Kitchen, khách hàng cũng sẽ có cái những cái tính năng tiện ích hơn. Một trong những cái mảng tiềm năng nữa đấy là takeaway, tức là gọi đồ và qua, khách hàng tự lấy đồ ăn thay vì là có người giao tới chẳng hạn. Còn GoCar sẽ còn những cái hình thức di chuyển khác như là các cái phương tiện công cộng chẳng hạn. Thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu thị trường, và cuối cùng là cái việc thanh toán không tiền mặt cũng là một trong những cái nhu cầu rất là lớn của người tiêu dùng Việt Nam. Còn tất nhiên là sẽ còn rất là nhiều trong những cái dịch vụ khác của Gojek và sẽ có thể mang về Việt Nam tùy thuộc vào cái tình hình của thị trường. Ví dụ như là dịch vụ telemedicine chẳng hạn, tức là y tế đấy, gọi điện là tư vấn là sức khỏe và giao thuốc, cũng như là các cái dịch vụ khác liên quan đến các cái tiện ích cho người dân trong cái nhu cầu hàng ngày của họ thôi. Trước khi chia sẻ về GoCar với GoPay á, thì tôi cũng muốn gọi là lùi lại một tí, nói về cái bối cảnh của cái thay đổi lần này, đúng không ạ? Tức là kể cả bản thân Gojek thì họ có xuất phát từ cái từ là Ojek. Ojek là tiếng Indo, Bahasa dịch ra tiếng Việt nôm na là xe ôm. Thì cái sự thành công và cái sự phát triển của họ là vì họ tận dụng một cái mô hình mà đã có sẵn ở trên thế giới. Cái lúc đó ride sharing của Uber là trên nền tảng 4 bánh, nhưng mà ở Indo cũng giống như ở Việt Nam, đấy là cái thị trường xe 2 bánh rất là lớn mạnh. Họ tìm được cái thành công rất là nhanh chóng và từ đó thì mở rộng ra đến nay là hơn 20 cái dịch vụ rồi đấy. Và Gojek là công ty mà tiên phong trong những cái công ty về phát triển về siêu ứng dụng. Khi mà chúng tôi nghiên cứu thị trường ở Việt Nam thì nhận ra là Việt Nam thì có rất là nhiều điểm tương đồng với Indo. Thế nên là trong vòng 2 năm đầu tiên thì GoViet đã thật sự là tập trung vào những cái mảng dịch vụ mà xoay quanh cái xe 2 bánh này của mình. Đấy, và nó mang lại được rất là nhiều những cái thành công và những cái thành tựu mà GoViet đã đạt được. Chúng tôi thật sự nghĩ rằng là sẽ mất nhiều thời gian hơn, mất nhiều năm hơn, nhưng mà đã đạt được trong 2 năm vừa rồi. Chắc chắn là hai cái mảng như anh vừa mới hỏi là những cái mảng mà GoViet cũng đang trong cái quá trình chuẩn bị để mà có thể sớm đưa ra để phục vụ được cho cái nhu cầu của thị trường. Hiện nay thì cái hình thức thanh toán điện tử thì nó cũng có rất là nhiều những cái quy định kiểm soát ở nhà nước, thế nên là nó cũng dẫn đến cái việc mà khó khăn trong việc là sử dụng đồng tiền của một nước này thanh toán ở các cái quốc gia khác. Thì tất nhiên là với cái nhu cầu của người tiêu dùng mà di chuyển và du lịch nhiều như hiện nay á, thì chúng tôi cũng sẽ luôn luôn cân nhắc và phân tích và để ý và tìm ra các cái giải pháp về kỹ thuật cũng như là các cái giải pháp về mặt hành chính để có thể đáp ứng được cái nhu cầu đấy của mọi người. Một trong những cái lợi thế lớn nhất của Gojek trong cái quá trình mà họ phát triển cái việc mà tăng cường cái mức độ sử dụng của người tiêu dùng với cái việc thanh toán không tiền mặt, đấy là họ nhờ cái mạng lưới tài xế của họ gần 1 triệu tài xế, thì họ bất ngờ là có 1 triệu cái kệ ATM di chuyển, là khách hàng có thể gần như là rút tiền được
từ tài xế bằng cách là chuyển tiền qua ví tài xế và tài xế đưa tiền mặt cho họ, hoặc là đưa tiền mặt cho tài xế và tài xế nạp tiền cho họ. Và nhờ cái tiện ích đấy thì việc mà sử dụng cái ví điện tử GoPay và GoCheck thì nó tăng trưởng rất là nhanh. Ở GoCheck thì mỗi ngày có đến hàng triệu các cái giao dịch khác nhau. Đấy, và cùng với cả hàng triệu giao dịch đó thì có là một cái lượng dữ liệu rất là khổng lồ về các cái nhu cầu đặt hàng, nhu cầu di chuyển, các cái thói quen của người tiêu dùng. Và sẽ được GoCheck phân tích và tổng hợp rất là kỹ để đưa ra những cái dự đoán của mình. Hiện nay thì chúng tôi đã đưa cái AI đó vào trong những cái việc là phân tích và áp dụng các cái chương trình khuyến mãi chẳng hạn. Đó. Thay vì là sử dụng con người, chúng tôi cũng sẽ áp dụng công nghệ vào trong những cái việc là tự động hóa. Thì với một cái quy mô càng ngày càng lớn như thế thì chúng tôi tận dụng máy móc để có thể tự phân tích được vấn đề và tự đưa ra các giải pháp và tự giải quyết cái vấn đề đó cho khách hàng, cho tài xế hoặc là cho đối tác nhà hàng của mình. Đợt dịch vừa rồi thì Việt Nam là một trong những cái quốc gia rất là may mắn là hồi phục rất là sớm, và chính phủ thì cũng có những cái hành động rất là quyết đoán và triển khai cái việc là giãn cách xã hội như vậy thì rất là ít người dân là đi làm và di chuyển đến các cái khu vực công cộng, thì nhà hàng, quán ăn và những cái địa điểm đông người là đều bị đóng cửa, thì dẫn đến là cái việc mobile của chúng tôi thì nó cũng có những cái sự suy giảm nhất định. Thế nên là ngay sau khi mà dừng giãn cách xã hội thì cái lượng đơn hàng của chúng tôi đã quay trở lại được như cái thời điểm trước Covid. GoFood thì trong cái giai đoạn Covid thì gần như là không bị ảnh hưởng. Vì thực chất là khi mọi người ở nhà nhiều hơn và cái nhu cầu ăn uống thì vẫn là như vậy, ngày ba bữa, thì thậm chí là chúng tôi thấy có những cái sự tăng trưởng ở những cái mảng nhất định, đặc biệt là những cái mảng mà liên quan đến đảm bảo sức khỏe cho người dùng. Đấy, ví dụ như là đồ ăn chay hay là những cái thực phẩm mà mang tính chất có bổ sung cho cái chất đề kháng của mọi người, thì những cái danh mục đồ ăn đó thì tăng trưởng khá là đáng kể. Và đến bây giờ thì cái xu hướng đó vẫn tiếp diễn ở trên GoFood. GoCheck thành lập công ty của mình dựa trên cái nền tảng xe hai bánh. Nó là một cái sợi dây xuyên suốt trong suốt cả cái quá trình phát triển của GoCheck từ ngày đầu cho đến bây giờ. Cái thứ nhất đấy là cái innovation. Đấy, là họ luôn luôn tìm ra trong thị trường một cái nhu cầu, một cái vấn đề nào đấy mà chưa được giải quyết. Và họ sử dụng công nghệ để họ giải quyết cái vấn đề đó. Cái đó là cái lý do để họ có thể mở rộng từ một dịch vụ là gọi xe hai bánh thành một cái siêu ứng dụng mà có đến 20 các cái loại hình dịch vụ như thế này. Tất cả những siêu ứng dụng khác trong khu vực thì đều không theo kịp được GoCheck về các cái số lượng các cái dịch vụ mà họ đang đưa ra cho thị trường và vẫn liên tục cung cấp những cái giải pháp mới cho người tiêu dùng trong cuộc sống hàng ngày của họ. Thì đấy, tôi nghĩ là một cái DNA mà tạo ra cái sự khác biệt của GoCheck so với cả rất là nhiều những cái đối thủ. Điểm khác biệt thứ hai thì cũng là tại sao GoCheck lại tập trung vào xe hai bánh đầu tiên. Thứ nhất là không chỉ là vì những cái lợi thế của cái thị trường có sẵn, mà nó còn là cái cộng đồng OCheck ở bên Indo lúc đó thì họ có một cái thu nhập nó rất là khó khăn. Và ở Việt Nam trước thời điểm cách đây khoảng 5-6 năm cũng vậy, những bác xe ôm thì có một cái thu nhập nó rất là không ổn định, rất là bấp bênh. Thì họ nhận ra là thông qua việc đưa ra cái ứng dụng của GoCheck thì họ có thể mang lại được một cái thu nhập nó ổn định và nó cao hơn rất là nhiều. Và nó đã đưa cái thu nhập của những cái người GoCheck ở Indo từ dưới cái mức thu nhập tối thiểu của Indo lên cao hơn cái mức thu nhập tối thiểu của Indo rất là nhiều. Và ở Việt Nam cũng tương tự, là GoViet rất là tự hào về những cái gì mà mình đã làm được, những cái thu nhập, những cái cơ hội mà mình đã mang lại được cho những cái bác tài của mình, những cái người đối tác của GoViet. Và cái đấy nó cũng là cái sợi dây thứ hai, nó xuyên suốt trong tất cả những cái hành trình của chúng tôi, từ cái thời điểm xuất phát cho đến những cái về sau. Là chúng tôi luôn luôn suy nghĩ xem là những cái mà mình đang làm thì liệu mình có thể mang lại được cái gì cho những cái đối tác của mình, những cái đối tác lớn, những cái đối tác chiến lược khác mà chúng tôi có thể hợp tác được, thì liệu có những cái gì trong cái chương trình đấy chúng tôi có thể mang về để chia sẻ với các cái đối tác là tài xế, những cái đối tác là những cái nhà hàng vừa và nhỏ của chúng tôi hay không. GoCheck là hai lần được tạp chí Fortune đưa vào tạp chí là top 20 công ty thay đổi thế giới. Đấy, và mỗi lần thì là
được vì một cái lý do mà tôi vừa nói ở trên. Lần đầu tiên thì họ được vì những cái giá trị tích cực mà họ mang lại cho xã hội. Và lần thứ hai thì họ được cái giải thưởng đó vì cái công nghệ của họ, điển hình trong đó là GoPay. Họ mang lại được những cái giải pháp về tài chính không chỉ ở cho người tiêu dùng mà là cho những cái đối tác của họ. Đấy, thì cả hai cái đó nó sẽ là những cái mà Gojek luôn luôn hướng tới và cũng sẽ là những cái mang lại cái sự khác biệt lớn nhất của công ty chúng tôi so với các cái đối thủ khác. Giá trị cốt lõi của Gojek thì thứ nhất là mang lại một cái siêu ứng dụng mà giúp cho người tiêu dùng có một cái cuộc sống tiện ích hơn, giải quyết được những cái khó khăn, những cái nhu cầu hàng ngày của họ. Quan trọng hơn nữa là thông qua cái việc mà tăng trưởng về phía khách hàng và phát triển cái ứng dụng của mình thì từ đó là mang lại cái giá trị về thu nhập, về việc về những cái cơ hội tiếp cận với công nghệ thông tin cho những cái cộng đồng đối tác của mình là những cái doanh nghiệp, doanh nhân vừa nhỏ và siêu nhỏ ở Việt Nam là thực ra rất là đông, nhưng mà có khá là ít những cái ứng dụng, những cái công ty ở trên thị trường thật sự được tạo ra để phục vụ cho họ. Việc đã có hơn 150.000 đối tác về tài xế và 80.000 đối tác về nhà hàng đều là những người rất là trung thành với cả GoViet.